tại trường Nam Việt có điều kiện tốt. Nhưng trên đất nước Việt Nam còn rất nhiều mấy trường vùng cao biên giới có điều kiện khó khăn. Nhưng ngày 20/11, tập thể lớp 11A1 chúng em xin được dự thi tiết mục múa nhạc cảnh Cô Giáo Về Đảng để tái hiện lại những khó khăn đó. Và quan trọng hơn là để tri ân thầy cô, cảm ơn thầy cô đã luôn bên cạnh giúp chúng em vượt qua gian khó. Câu chuyện bắt đầu khi cô giáo Người Kinh nhận công tác tại bản làng dân tộc thiểu số vùng cao. Cô giáo đã dần quen và bắt đầu yêu quý cuộc sống nơi đây. Cô cũng hòa mình vào các lễ hội của bản làng. Thương học trò còn chưa ấm chưa đau.
ấy, nơi những bản làng vùng cao biên giới xa xôi. Bóng hình của những người thầy, người cô cũng từng con chữ lên nương, đem ánh sáng về với bản làng, đem yêu thương trao cho từng đứa trẻ. Năm tháng thôi đưa tuổi xuân của họ đã gửi lại nơi ấy. Họ sẽ mãi là những người thắp lửa, thắp lên ánh sáng nơi bản làng. Chúng ta tiếp gì không cho thêm một